quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương nơi dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao. Ta chung với các thánh trên trời kính cung quỳ dưới chân Ngài. Chúng ta hãy cùng với các thánh ở trên trời tung hô danh của Chúa buổi sáng hôm nay. Chung các thánh trên trời này kính cung quỳ dưới chân Ngài, ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa huyền quan, ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, hãy tin tôn Chúa. Danh Giê-xu rất oai quyền thánh, các thiên thần giáp trước Ngài, cùng hiến vương miền con Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa quyền oai, cùng hiến vương miền con Christ lên Ngài, thành kính tôn Chúa. Rồi hướng đông con đi kiến cha yêu thương, để được học bước mãi đi theo lối Ngài. Mỗi bước Ngài giữ con đi, lòng này nguyện sẽ mãi mãi bước đi theo Ngài. Sing oh God, oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways. By step you lead me, and I will follow you all of my days. Lạy Cha, Ngài là Chúa Thánh, là Đấng mãi mãi con tôn thờ. Lạy Cha, Ngài là Chúa Thánh, là Đấng mãi mãi con tôn thờ.
rồi hướng đóng con đi kiếm cha yêu thương để được học bước bước mãi đi theo lối ngài mỗi bước ngài dìu con đi lòng ngày nguyện sẽ mãi mãi bước đi theo hoa con mắt Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways, and step by step you lead me, and I will follow you all of my days, and I will follow you all of my days. Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong thơ Hebrew đoạn 2, từ câu 5 cho đến câu thứ 18. Thơ Hebrew đoạn 2, bắt đầu từ câu thứ 5. Vả thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ, nhưng có kẻ đã làm chứng rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là ai mà Chúa chăm sóc đến. Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút, đội cho người đội mão triều vinh hiển tôn trọng, và đặt mọi vật dưới chân người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục dưới Đức Chúa Giêsu như vậy, thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài. Song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu này mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Thật, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Vì đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, khi Ngài có phán, tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Ngài lại phán, ta sẽ phó thác ta cho Chúa. Lại phán, ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tội lỗi trọn đời. Vì quả thật, không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi của Abraham. Nhưng đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Solid ground. He gave you joy so you
lòng con kính dâng Chúa, thưa Chúa. Ngài giang tay cứu vớt, đổi thay tâm của con. Ngài đặt chân con lên, đại vương đang vững an. Lòng đầy hằng nguyện tôn cao. Hallelujah, ca khen Giêsu, Ngài luôn xứng đáng được cho muôn vinh quang. Hằng đưa luôn tôn cao cùng mọi chúng ta. Lòng đầy hằng nguyện tôn cao. Hallelujah, ca khen Giêsu, Ngài luôn xứng đáng được cho muôn vinh quang. Hằng đưa luôn tôn cao cùng mọi chúng ta. About the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He filled me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. Chúa, lòng này hằng nguyện tôn cao. Hallelujah, ca khen Giêsu. Cảm ơn các cô rất là nhiều đã dâng lên Chúa lời ca ngợi đó. Tiếng Việt chúng ta có cái thành ngữ là thấy sang bắt quàng làm họ. Quý vị biết thấy sang bắt quàng làm họ là gì không? Nghĩa là dù không có bà con thân thuộc gì, nhưng mà nếu biết ai có chức tước hay địa vị thì mình cũng ráng tìm một cái chỗ nào đó để móc nối, kể mình có bà con với cái người quyền thế đó. Tôi là cháu Tổng thống Thiệu. Bà đó là em của ông tướng gì đó. Là anh tôi hồi xưa làm ở trong dinh Tổng thống. Thấy sang bắt quàng làm họ là như vậy. Buổi sáng hôm nay mỗi chúng ta sẽ bắt quàng làm họ với người cao quý nhất trên thế giới từ trước đến nay. Không phải vì thấy người đó sang mà mình làm như vậy. Nhưng tự nhiên, với đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu, Kinh Thánh cho biết rằng mỗi chúng ta, quý vị và tôi, mỗi một người khi đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều là em của Chúa Giêsu. Và mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay có thể nói rằng tôi là em của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người anh của tôi. Chúa Giêsu là người anh cả của tôi. Quý vị có biết như vậy không? Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giêsu là Đấng đã đến trần gian này chịu chết vì tội của chúng con, để chúng con được chẳng những được làm con của Đức Chúa Trời, nhưng cũng được làm em của Chúa.
Và đây là điều mà lời Chúa đã dạy dỗ chúng con. Cho nên buổi sáng hôm nay khi chúng con mở lời Chúa ra, xin Chúa dạy chúng con để chúng con hiểu được ý nghĩa Chúa là người anh cả của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Gọi Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa, là Cha thì dễ hiểu. Nhưng gọi Chúa Giêsu là Anh thì có phạm thượng không? Mình dám gọi Chúa bằng Anh sao? Câu trả lời là không, bởi vì đây là điều mà Kinh Thánh dạy. Chúng ta đọc ở trong câu 11 của Hebrew đoạn 2 mà chúng ta vừa nghe. Vì đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một Cha mà ra, cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Ngài đây là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không thẹn mà gọi quý vị và tôi là em của Ngài. Không thẹn có nghĩa là hãnh diện. Chúa Giêsu hãnh diện được làm người anh của chúng ta. Quý vị và tôi, chúng ta có hãnh diện được làm người em của Chúa hay là không? Câu 12 thì ghi như thế này: khi Ngài có phán, tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi. Anh em tôi đây là quý vị và tôi. Và câu 17 thì ghi như thế này: nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Chúa làm giống quý vị và tôi là anh em của Ngài trong mọi sự. Chúa Giêsu chịu làm giống chúng ta và gọi chúng ta là anh em. Tại sao Chúa Giêsu lại là người anh cả của chúng ta? Có ba điều chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu là người anh cả của chúng ta. Quý vị có trong tờ giảng bài chúng ta cùng ghi xuống. Thứ nhất là diện mạo của người anh cả. Thứ nhì là đặc điểm của người anh cả. Và thứ ba là công tác của người anh cả. Diện mạo, đặc điểm và công tác. Tại sao Chúa Giêsu lại là người anh của chúng ta? Bởi vì khi Chúa Giêsu giáng sinh, Ngài đã mang lấy hình hài thể xác của con người như chúng ta. Ngài là một phần của nhân loại. Tác giả thư Hebrew trích thi thiên thứ 8 như thế này, từ câu 6 cho đến câu 8 ở trong thư Hebrew đoạn 2. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến con? Loài người là ai mà Chúa săn sóc đến? Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút, cho người đội mão triều thiên, vinh hiển, tôn trọng và đặt mọi vật dưới chân người. Đây là những lời trích từ thi thiên thứ 8. Và những lời ở trong thi thiên thứ 8, đây là những lời mô tả về con người, về quý vị và tôi. Chúng ta được tạo dựng ở dưới thiên sứ một chút, được đội mão triều vinh hiển, tôn trọng và mọi vật được đặt dưới chân người, tức là con người được quản trị muôn vật. Tuy nhiên tác giả thư Hebrew đã trích, khi mà ông trích dẫn thi thiên thứ 8, thì dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, ông cho chúng ta biết đây cũng là những lời mô tả Chúa Giêsu. Chúng ta đọc ở cuối câu 8, đặt mọi vật dưới chân người. Rồi ông viết tiếp, Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Giêsu. Quý vị thấy không? Chân người ở đây là chân của Chúa Giêsu. Người đây là Chúa Giêsu. Và có hai điều cho chúng ta thấy về diện mạo của Chúa Giêsu trong phần Kinh Thánh này. Thứ nhất, tôi không có viết ở trong cái tờ giảng bài, quý vị ghi xuống giúp cho. Thứ nhất là Chúa được gọi bằng danh hiệu con người. Chúa được gọi bằng danh hiệu con người. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là ai mà Chúa săn sóc đến? Ở trong các sách phúc âm, Đức Chúa Giêsu khi nói về chính Chúa thì Chúa gọi Ngài là con người. Cho nên tác giả thư Hebrew khi trích thi thiên thứ 8 cho thấy đây là phần áp dụng cho Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu có hai danh hiệu là con Đức Chúa Trời và con loài người. Son of God and Son of Man. Cho nên tác giả thư Hebrew khi trích dẫn thi thiên thứ 8 cho thấy đây là phần áp dụng cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có hai danh hiệu, con Đức Chúa Trời và con loài người, và mỗi danh hiệu đã nói lên cái bản chất của Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu được gọi là con của Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và khi Đức Chúa Giêsu được gọi là con người hay là con loài người có nghĩa là Ngài mang nhân tính, Ngài là con người giống như quý vị và tôi. Đức Chúa Giêsu chẳng những được gọi là con người, nhưng câu Kinh Thánh trong thi thiên thứ 8 cũng nói Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút. Cái chữ thứ nhất chúng ta học ở đây là chữ con người, và chữ thứ nhì là chữ một chút. Một chút ở đây là nói về thời gian, trong một khoảng thời gian ngắn. Bản hiệu đính dịch câu này như sau: Chúa đã đặt người thấp hơn các thiên sứ
trong một thời gian ngắn, thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn. Và thật đúng như vậy, Chúa Giêsu đã hạ mình giáng thế thấp hơn thiên sứ, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như được mô tả ở trong Philip đoạn 2, phân đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc mà mỗi chúng ta đều biết. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cái phân đoạn Kinh Thánh mà tôi vừa đọc của quý vị nghe có lẽ là một cái bài thánh ca ở trong hội thánh đầu tiên. Mô tả về việc Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhưng đã bằng lòng hạ mình xuống làm con người trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó Chúa chết, Chúa sống lại, Chúa thăng thiên và Chúa được tôn cao. Đức Chúa Giêsu được đặt thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn là như vậy. Đức Chúa Giêsu đã đến trần gian này như một người. Chúa Giêsu đồng hóa với chúng ta, hòa mình với chúng ta. Và trong ý nghĩa đó, thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu là người anh của chúng ta. Chúa đã đến trần gian này sinh ra như một người giống như quý vị và tôi. Ở trong Roma đoạn 8 câu 29, lời Chúa cũng dạy như thế này. Tôi đọc từ câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định là ai? Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để làm gì? Để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Con này tức là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu được gọi là gì ở đây? Con cả ở giữa nhiều anh em. Quý vị và tôi là những người em của Chúa, và Chúa Giêsu là người con cả. Và câu Kinh Thánh này dạy chúng ta là chúng ta phải trở nên giống như Chúa. Đây là mục đích tối hậu của người tin Chúa. Những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Chúa Giêsu là người anh cả của chúng ta. Thưa quý vị, đó là mục tiêu tối hậu của quý vị và tôi. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta phải trở nên giống như Chúa Giêsu là người anh cả của chúng ta. Đó là Chúa Giêsu, và chúng ta là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn và cứu chuộc. Chúa Giêsu là người anh cả của chúng ta vì Ngài có thể xác giống như thể xác của chúng ta. Chúa cũng có cảm xúc, có tình cảm. Trong các sách Phúc Âm chúng ta đọc thấy Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu mệt, Chúa Giêsu đói, Chúa Giêsu ngủ trên thuyền. Chúa khóc trước mộ Lazarus. Ở trên thập tự giá cho nó rằng ta khát. Quý vị biết Chúa Giêsu thích món ăn gì nhất không? Chúa Giêsu thích món cá nướng nhất, quý vị biết không? Vì sau khi phục sinh, chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 24 những lời như thế này. Luca 24 câu 42 và 43. Nhưng vì cớ các môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Trên này mấy bà được ăn cá nướng phải không? Quý vị biết rằng Đức Chúa Giêsu là người anh cả của chúng ta, và Ngài có thể xác giống như ta, giống như chúng ta. Chúa thích ăn cá nướng. Một chỗ nữa trong Kinh Thánh ghi, không phải là tôi bịa đặt đâu. Giăng đoạn 21 câu 9. Quý vị biết sau khi Chúa phục sinh thì Chúa chuẩn bị thức ăn cho môn đồ, và câu Kinh Thánh rằng: lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Nên là các môn đồ chưa có đánh cá vào, Chúa đã nướng cá sẵn cho mấy môn đồ trước rồi. Vì vậy, điều này cho thấy rằng Chúa Giêsu là người anh cả của chúng ta, vì Chúa là người như chúng ta. Chúa Giêsu đã sinh ra trên trần gian này như quý vị và tôi. Đức Chúa Giêsu đã đồng hóa với chúng ta, và do đó Ngài có thể chết thay cho chúng ta, như chúng ta thấy ở trong câu thứ 9. Đức Chúa Giêsu này mà đã ở dưới các thân xứ một chút, chúng ta thấy Ngài vì sự chết Ngài đã chịu được một đội mão, triều vinh hiển tôn trọng ấy. Vậy bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Chúa vì mọi người nếm sự chết. Đó là
Đức Chúa Giêsu vì mọi người nếm sự chết. Chỉ một con người thật mới có thể chết như quý vị và tôi. Khi Kinh Thánh ghi rằng Chúa chịu chết là Chúa chết cũng giống như mình chết vậy đó. Chúa mang cái thể xác giống như chúng ta. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, Chúa đã chết cái chết trong thể xác như một con người. Đức Chúa Giêsu là người anh của chúng ta bởi vì Ngài cũng là một người như chúng ta, đó là diện mạo của người anh cả. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai là đặc điểm của người anh cả. Chúa Giêsu gọi chúng ta là em của Ngài ở trong câu thứ 11. Ngài không hổ thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Chúa Giêsu gọi chúng ta là anh em của Ngài, hay nói đúng hơn là em của Ngài. Nhưng là em của Chúa nghĩa là thế nào? Chúng ta là em của Chúa trên hai phương diện. Trước hết, nói đúng hơn, Chúa Giêsu là người anh của chúng ta trên hai phương diện. Thứ nhất là phương diện thể xác. Chúng ta thấy điều này trong câu thứ 14. Vậy thì vì con cái đây là quý vị và tôi. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, quý vị và tôi có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó. Cái điều đầu tiên Đức Chúa Giêsu giống chúng ta là Chúa Giêsu là người anh cả của chúng ta, bởi vì Đức Chúa Giêsu có phần về huyết và thịt. Con cái có phần về huyết và thịt nghĩa là quý vị và tôi là con người có thân xác, huyết tức là máu, thịt tức là xương thịt. Blood and flesh. Quý vị và tôi là con người bằng xương, bằng thịt thế nào thì Chúa Giêsu cũng giống như vậy. Chúa cũng là con người bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Chúa Giêsu cũng có phần về huyết và thịt. Và huyết và thịt chẳng những nói đến việc Chúa Giêsu có một thân xác giống như chúng ta, nhưng mà huyết và thịt cũng cho thấy tính cách yếu ớt, mong manh của kiếp người. Có nghĩa là khi Chúa Giêsu mang thân xác con người sinh ra trên trần gian này, Chúa cũng phải đối diện với mưa nắng, giá rét và bất cứ điều gì xảy ra cho con người như chúng ta. Và tổn cùng của những khổ đau đó là cái chết. Đức Chúa Giêsu không phải chết, nhưng Ngài chia sẻ với chúng ta trong thịt và máu như chúng ta để có thể chết thay cho chúng ta. Đó là trên phương diện thể xác, Chúa phải mang cái thể xác như chúng ta để có thể chết thay cho chúng ta. Cái phương diện thứ nhì quý vị sửa lại dùm ở trong thời gian bài, đó là kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Chúa Giêsu là người anh của chúng ta chẳng những trên phương diện thể xác nhưng cũng trên phương diện kinh nghiệm. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ 17. Nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Một lần nữa quý vị thấy chị anh em không? Ngài phải chịu làm giống như quý vị và tôi trong mọi sự. Ở trên thì con cái có phần về huyết và thịt, nên Chúa Giêsu cũng có phần vào đó. Ở đây thì Kinh Thánh nói rằng Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Hai cái chữ quan trọng đây là giống và mọi sự. Chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Không có một kinh nghiệm nào trong đời sống, mọi sự mà. Không có một cái kinh nghiệm nào trong đời sống của chúng ta mà Chúa Giêsu không trải qua, vì Chúa đã làm giống như chúng ta trong mọi sự. Nghĩa là mọi điều, tất cả mọi điều mà quý vị và tôi trải qua trên đời này, trong thể xác con người này, Chúa Giêsu đều trải qua cả. Chỉ ngoại trừ một điều mà thôi, đó là tội lỗi. Thì Chúa Giêsu chỉ khác chúng ta ở chỗ là Ngài không phạm tội mà thôi. Còn tất cả đều khác, Chúa giống hệt như chúng ta. Hebrew đoạn 4 câu 15 ghi như thế này. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Không có và chẳng có, hai cái điều phủ định đi chung với nhau, có nghĩa là có. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thế lễ, thầy tế lễ làm sao? Bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Cái chữ thử thách ở đây cũng có nghĩa là cám dỗ. Đức Chúa Giêsu đã bị cám dỗ như quý vị và tôi, nhưng Chúa không phạm tội. Chúa đã chịu cám dỗ y hệt như chúng ta. Ngài thông cảm, Ngài hiểu hết, Ngài biết tất cả. Không có một điều gì chúng ta trải qua trên trần gian này mà Chúa Giêsu không trải qua. Chúa cô đơn, Chúa đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Chúa bị chối bỏ, Chúa bị phản bội, Chúa bị khước từ. Ngài đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, bị che mặt, chẳng thèm xem. Chúa biết, Chúa hiểu trong mỗi cảnh huống của cuộc đời. Chúa có thể nói với mỗi một chúng ta ngay chính giờ phút này rằng
I know. I've been there. Ta thông cảm, ta biết, ta hiểu, ta đã từng trải qua kinh nghiệm đó. Có việc có cô đơn không? Có bị phản bội không? Có bị khước từ không? Có những cái gì đó ở trong đời sống của mình không? Chúa đều trải qua đó. Chúng ta biết Chúa Giêsu là người anh của chúng ta bởi vì Ngài có thân xác giống ta. Và chúng ta biết Chúa Giêsu là người anh của chúng ta bởi vì Ngài trải qua mọi kinh nghiệm trong đời sống giống hệt như chúng ta. Nhưng điều này có quan hệ gì với chúng ta? Đây là câu hỏi thứ ba mà chúng ta sẽ trả lời sáng nay liên quan đến công tác của người anh cả. Công tác của người anh cả. Khi bắt đầu soạn bài giảng này thì tôi đặt tựa đề cho bài giảng là Chúa với tôi như trong bài hát chúng ta vừa hát. Nhưng mà sau đó tôi đổi là Chúa Giêsu là người anh của tôi. Và thật vậy, tất cả mọi điều chúng ta nói từ nãy đến giờ đều liên quan đến mỗi chúng ta một cách cá nhân. Lẽ ra tựa đề của bài giảng hôm nay phải là Chúa Giêsu là người anh của tôi, my brother. Khi giảng bài này bên hội chúng tiếng Anh, tôi gọi phần này là What does Jesus, my brother, mean to you? Đức Chúa Giêsu là người anh của tôi thì có ý nghĩa gì đối với tôi? Cái phần kinh thánh này sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không áp dụng cho mình. Tại sao Chúa Giêsu là anh của mình? Chúa Giêsu là người anh cả có quan hệ gì đến tôi, đến chính tôi, quan hệ với tôi như thế nào? Có nhiều điều nhưng mà có hai điểm chính ở tại đây. Trước hết nó liên quan đến sự cứu rỗi của tôi. Nó liên quan đến sự cứu rỗi của tôi. Quý vị có biết là nếu Chúa Giêsu không trở thành người như chúng ta, không mang thân xác con người như chúng ta, thì chúng ta không được cứu không? Chỉ một người mới có thể chết cái chết của con người để cứu chúng ta. Vì vậy mà Chúa Giêsu phải mang thân xác con người như quý vị và tôi. Cái đau của Chúa là cái đau thật sự, cái chết của Chúa là cái chết thật sự. Đó là cái chết đền tội thay cho quý vị và tôi. Lẽ ra chúng ta bị chết, nhưng mà Chúa chết thay, cho nên cái chết của con người mới có giá trị. Đức Chúa Giêsu không phải chết cái chết của một thần linh hay là một cái điều gì đó, nhưng mà cái chết của một con người. Để có thể chết thay cho một người, người chết thay cũng phải là một người. Người thì mới có thể chết thay cho người được. Chúng ta thấy điều này trong câu 9. Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Cái chữ vì ở đây trong nguyên văn có nghĩa là thay cho, thế chỗ cho. Đức Chúa Giêsu đã thay cho mọi người mà nếm sự chết. Lẽ ra tôi phải chết, phải lãnh án phạt, nhưng Chúa Giêsu đã lãnh bản án thay cho tôi. Câu 14 ở đây cũng cho chúng ta thấy điều đó. Ở trong Hebrew đoạn 2. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Đức Chúa Giêsu có phần về huyết và thịt, nghĩa là Chúa Giêsu mang thân xác như chúng ta, và nhờ đó Chúa mới có thể chết thay cho chúng ta và phá diệt ma quỷ. Thưa quý vị và tôi ngày hôm nay được làm con của Chúa, được gọi Đức Chúa Trời là Cha, là nhờ cái chết thay thế của Chúa Giêsu. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết của một con người thay cho chúng ta là những con người. Thưa quý vị, cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá không có ý nghĩa gì nếu người chết trên thập tự đó không phải là một con người bằng xương bằng thịt như quý vị và tôi. Sự chết của Chúa Giêsu trong thân xác của một người là điều cần thiết, đòi hỏi để chúng ta được cứu rỗi. Trong bài thánh ca In Christ Alone có câu như thế này: In Christ alone who took on flesh, tức là xác thịt, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. Chỉ trong Đức Chúa Giêsu mà thôi là Đấng đã mang thể xác này. Sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời thể hiện trong thân xác của một hài nhi. Đây là món quà của tình yêu, đây là món quà công chính. Ngài đến bị người đời khinh miệt, khinh chê, những con người mà Chúa đến để cứu họ. Cho đến khi ở trên thập tự giá Chúa Giêsu chịu chết và cơn thảnh nộ của Đức Chúa Trời được thỏa mãn, bởi vì Chúa phải hình phạt tội lỗi. Mỗi tội của con người được đặt trên người của Chúa Giêsu,
Và vì vậy, nhờ cái chết của Chúa Giê-xu mà tôi được sống. Chúa Giê-xu đã trở thành người, là người anh cả của chúng ta, để có thể chết thay cho chúng ta, để chúng ta được sống. Chúa Giê-xu là người anh của tôi, đã mang thân xác giống như tôi, và Chúa đã chịu chết thay cho tôi. Quý vị có biết điều đó không? Nhờ đó tôi được sống. Công tác đầu tiên của Chúa Giê-xu trong thân xác con người là cứu rỗi, và công tác thứ hai của Ngài là giúp đỡ. Giúp đỡ. Chúng ta đọc trong câu thứ 18. Chúng ta đọc chung với nhau ở trong Hebrew đoạn 2 câu thứ 18. Chúng ta đọc chung với nhau. Vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Chúng ta nhớ tất cả những điều này. Chúa Giê-xu đã mang thân xác giống như chúng ta. Chúa đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ, bị thử thách. Chúa đã từng bị cám dỗ thử thách đó, cho nên Chúa có thể cứu chúng ta. Cái câu này quý vị để ý thấy ở trong câu 17 trước đó. Nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Một lần nữa quý vị thấy không? Làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên gì? Thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Theo câu này Đức Chúa Giê-xu được gọi là thầy tế lễ thượng phẩm. Công tác của thầy tế lễ là thay mặt cho dân chúng dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã dâng sinh tế, đó là chính mạng sống của Ngài, cho nên ngày hôm nay Đức Chúa Giê-xu không cần phải dâng sinh tế nữa. Nếu Đức Chúa Giê-xu không dâng sinh tế thì Đức Chúa Giê-xu làm cái gì với tư cách của thầy tế lễ? Roma đoạn 8 câu 34 cho chúng ta biết như thế này. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm trong cái vai trò là Chúa cầu nguyện thay cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã từng mang thân xác con người như chúng ta, cho nên ngày nay Chúa có thể cầu thay cho chúng ta. Nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra là, nhưng mà còn tôi, đời sống của tôi trên trần gian này thì sao? Chúa có quan tâm, Chúa có biết gì tới tôi hay là không? Thưa quý vị, câu trả lời là có. Cái câu cuối cùng của thơ Hebrew chương 2 là câu an ủi chúng ta nhiều nhất, câu mà chúng ta vừa đọc chung với nhau. Đức Chúa Giê-xu là người anh của chúng ta. Ngài có thân xác như chúng ta, Ngài đã bị cám dỗ trong thân xác, cho nên Ngài thông cảm với chúng ta. Và chẳng những Chúa thông cảm, Chúa cũng giúp chúng ta chiến thắng, bởi vì Chúa luôn luôn thắng cám dỗ. Thưa quý vị, đây chính là the bottom line. Khi mà mình buồn, khi mà mình cô đơn, khi mà mình khổ, nếu có một người biết đến mình, có một người thông cảm với mình thì nó đỡ quá, phải không quý vị? Thưa quý vị, phải biết rằng trong tất cả mọi cảnh huống của cuộc đời, Chúa biết và Chúa thông cảm với chúng ta. Think about it. Bởi vì Chúa đã mang thân xác Chúa đã sống trên trần gian, Chúa biết hết. Chúa thông cảm tất cả mọi điều. Chúng ta cũng có người thông cảm thì nó cũng đỡ buồn, đỡ khổ. Nhưng mà Chúa Giê-xu cho những thông cảm mà Chúa cũng có thể giúp chúng ta. Vì chính mình Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ, cho nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Và những Chúa hiểu, Chúa thông cảm mà Chúa sẽ có thể cứu chúng ta. Chút nữa chúng ta ra khỏi đây, ta sẽ sống suốt trong tuần lễ sắp tới với nhiều cám dỗ, thử thách. Làm sao để vượt lên trên những cám dỗ, thử thách đó? Làm sao để đối diện với đời sống mỗi ngày? Mỗi người đều có. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu là người anh của chúng ta, cũng đã từng bị cám dỗ thử thách như vậy trong một thân xác giống như thân xác của chúng ta. Ngài thông cảm, Ngài biết hết. Không có khó khăn nào chúng ta trải qua mà Chúa không biết. Không có cám dỗ nào của chúng ta mà Chúa không hay. Nhưng mà Chúa đã chiến thắng tất cả, cho nên Chúa cũng có thể giúp chúng ta chiến thắng nếu chúng ta để cho Ngài giúp đỡ chúng ta. Vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Buổi sáng hôm nay chúng ta học về Chúa Giê-xu là người anh của chúng ta.
Vì Ngài mang thân xác như chúng ta, chịu khổ như chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta để chúng ta được cứu rỗi và được giúp đỡ trong đời sống mỗi ngày. Nhưng mà câu hỏi quan trọng tôi muốn hỏi quý vị buổi sáng hôm nay là như thế này. Đức Chúa Giêsu là người anh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có phải là người em của Chúa không? Anh em thì phải sinh ra trong một gia đình, phải không quý vị? Để được làm em của Chúa, chúng ta phải được sinh ra trong gia đình của Chúa. Quý vị đã được sinh ra trong gia đình của Chúa hay chưa? Đã thật sự sinh ra trong gia đình của Chúa chưa? Chứ không phải là chỉ đi nhà thờ không mà thôi. Để được làm người em của Chúa. Thưa quý vị, nếu chưa phải là em của Chúa, thì tất cả những gì chúng ta nghe sáng nay không ích lợi gì cho chúng ta cả. Vì vậy, hãy xác định lại đức tin của chúng ta nơi Chúa. Những ai đã chết vì tội của mình để chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, được làm em của Chúa Giêsu để được thông cảm và giúp đỡ. Thế là Chúa Giêsu là người anh cả của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về chân lý này. Trên đường đời chúng con sẽ tiếp tục đi. Cầu xin Chúa luôn đi bên cạnh chúng con và cho chúng con cảm nhận biết rằng Chúa luôn đi bên cạnh chúng con. Thông cảm, hiểu biết và Chúa có thể giúp chúng con vượt qua những khó khăn, những thử thách ở trên đường đời đầy chông gai này. Xin giữ điều này trong lòng của chúng con suốt trong những ngày tháng sắp tới. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.